Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2 hướng vào miền Bắc nước ta. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 trong năm 2022, có tên quốc tế là Mulan, có thể mạnh thêm trong 24 giờ tới. Chiều nay mùng 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc-đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, sau đó khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có thể mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, Móng Cái, Quảng Ninh, khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng suy yếu dần. Cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm mai, ngày 10 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Trên đất liền, từ chiều tối mai mùng 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Miền Bắc đón mưa bão từ chiều tối mai, nhiều nơi mưa rất lớn. Miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 2 nên trời có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay ngày 9 tháng 8, một số nơi ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi trên 30mm như Hua Pang, Sơn La 41mm, Làng Chếu, Sơn La 36m, Cao Sơn, Bắc Cạn 40mm. Dự báo từ chiều tối và đêm mai mùng 10 tháng 8, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 2 nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 90mm, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Trong ngày và đêm ngày 11 tháng 8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Thủ đô Hà Nội từ chiều mai mùng 10 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12 tháng 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Trên Biển Đông, bão số 2 đang di chuyển rất nhanh theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20 km/h. Dự báo trong ngày mai mùng 10 tháng 8, bão sẽ tiến sát đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng trưa ngày 11 tháng 8, áp thấp nhiệt đới sẽ áp sát biên giới Việt Nam, Trung Quốc, sau đó đi sâu vào miền Bắc nước ta, gây mưa lớn và gió giật mạnh. Bão lớn với hướng di chuyển khó lường xảy ra dồn dập vào cuối năm 2022. Từ nay đến cuối năm, Biển Đông đón khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng trực tiếp nước ta 4 đến 6 cơn. Đề phòng bão lớn, hướng di chuyển khó lường dồn dập. Chia sẻ tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2022 tổ chức ngày 13 tháng 6. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến hết năm 2022, hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina. Từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông sẽ có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, khoảng từ 4 đến 6 cơn, thấp hơn đến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Đề phòng bão xảy ra dồn dập và có cường độ mạnh, hướng di chuyển phức tạp trong những tháng cuối năm, ông Đại chia sẻ. Theo ông Đại, mưa ở Bắc Bộ diễn ra nhiều từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022 với tổng lượng mưa cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm. Tháng 8 năm 2022 cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022 sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 10 năm 2022 cao hơn từ 15-40%. Tháng 11 đến tháng 12 năm 2022 cao hơn từ 15-35%. Nắng nóng xuất hiện muộn, từ nay đến cuối năm, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ tập trung nửa cuối tháng 6, tháng 7 và đầu tháng 8. Nắng nóng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Không khí lạnh khả năng hoạt động sớm trong khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2022. Nắng nóng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 7, 8, nhưng có thể không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Không khí lạnh khả năng hoạt động sớm, nền nhiệt những tháng mùa đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ông Đại cho hay, ông Đại nhận định đỉnh lũ năm 2022 trên các sông ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn năm 2021. Các đợt lũ phổ biến tập trung vào thời kỳ chính vụ mùa lũ tháng 7, tháng 8. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên ở mức độ báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông nguy cơ xuất hiện lũ lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, các tỉnh Trung Du, miền núi. Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022, Nam Bộ sẽ xuất hiện 4 đợt chiều ở mức cao. Đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10, đợt 2 từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10 và đợt 3 từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11 và đợt 4 từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11. Độ cao mực nước tại Vũng Tàu trong các đợt chiều cường đều đạt trên 4 mét. Các đợt chiều cường trong tháng 11 năm 2022 nếu trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn xuống phía Nam, khu vực trũng thấp ở cửa sông ven biển, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ sẽ có nguy cơ ngập lụt. Chuyên gia khí tượng, năm 2022 nắng nóng đến muộn đề phòng các cơn bão mạnh. Chuyên gia thời tiết nhận định năm 2022, nắng nóng xuất hiện muộn hơn so với mọi năm và khả năng không gay gắt. Tuy nhiên, cần đề phòng các cơn bão mạnh và phức tạp. Nhận định về tình hình thời tiết thiên tai năm 2022, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay nhiệt độ trung bình các tháng đầu và giữa năm có xu hướng sấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Các tháng cuối năm, nhiệt độ có xu hướng ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo ông Lâm, trong năm 2021, nắng nóng khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt cũng như không kéo dài. Thông thường có thể cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ có những đợt nắng nóng đầu
tiên ở khu vực Nam Bộ và sau đó là Tây Bắc Bộ. Nhưng năm nay chúng tôi nhận định có thể nắng nóng sẽ đến muộn hơn, ông Lâm nói. Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2022, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết xoáy thuận nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm. Nửa đầu mùa tháng 6 đến tháng 9, xoáy thuận nhiệt đới sẽ tập trung ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thời kỳ nửa cuối mùa từ tháng 9 đến tháng 11, xoáy thuận nhiệt đới sẽ tập trung ở giữa và Nam Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ trở vào phía Nam. Năm 2022, cần đề phòng trường hợp có bão mạnh với hướng di chuyển phức tạp do đây là năm chuyển tiếp và trùng tính nên có nhiều diễn biến khó lường, ông Lâm nói. Về tình hình mưa, theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa 6 tháng đầu năm 2022 xu hướng sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trong 6 tháng cuối năm 2022, lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt mưa nhiều hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Về xâm nhập mặn, ông Lâm cho biết dòng chảy thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long suy giảm và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế gia tăng từ cuối tháng 1 năm 2022. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2, tháng 3 trên sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3 và tháng 4 sau giảm dần. Ven biển Nam Bộ sẽ có 3 đợt chiều cường cao vào các ngày cuối tháng 10, 11, 12 năm 2022, ông Lâm nói. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dựa trên thông tin về ESO và tham khảo thêm dự báo của các mô hình số, chủ yếu là của châu Âu. Các nhận định được đưa ra qua phân tích của các dự báo viên và kết hợp các phương pháp thống kê về số lượng bão, thời gian bắt đầu nắng nóng, ông Lâm cho hay. Đánh giá về tình hình thời tiết thiên tai năm 2021, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, năm 2021 nước ta đã xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai. Cụ thể, năm 2021 xuất hiện tổng cộng 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới, 9 bão, 3 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, bão số 9 là cơn bão mạnh nhất trong vòng khoảng 40 năm qua trên hệ thống quan trắc của Việt Nam. Năm 2021 cũng có 21 đợt không khí lạnh, 11 đợt nắng nóng, 29 đợt mưa lớn, 16 đợt lũ tác động đến nước ta. Lũ lụt tại khu vực miền Trung Tây Nguyên tập trung trong 3 tháng cuối năm 2021. Ngập lụt diện rộng diễn ra trong trận lũ từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai, sạt lở đất xảy ra tại nhiều nơi. Thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2021 ước tính trên 4.970 tỷ đồng, bằng 22% 10 năm vừa qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.